Ông bà chị em thân mến, hôm nay lễ Giáng sinh lại về. Chúng ta tụ họp đây để cùng vui mừng đón Chúa hài nhi trong bầu không khí vui tươi nhộn nhịp. Để góp phần cho ngày hôm nay, các em thiếu nhi trong giáo xứ Nữ Vương các Thánh Tử Đạo Việt Nam sẽ góp phần đem lại niềm vui mừng Chúa Giáng sinh với những màn vũ đơn sơ và canh thức chờ đón Chúa đến với hoàn cảnh mừng Chúa Giáng sinh. Giờ đây, chúng ta cùng thưởng thức những vũ điệu của các em. Thiên Chúa chưa ai nhìn thấy bao giờ đã trở nên người phàm, do lòng yêu thương của người, Đấng vô hạn đã đi vào hữu hạn. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, nhờ người mà muôn vật được tạo thành. Đấng ấy không ai khác hơn là ngôi lời của người, Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta đã làm người và ở giữa chúng ta để giao hòa chúng ta với Thiên Chúa. Lúc khởi đầu đã có ngôi lời là Thiên Chúa và ngôi lời vẫn hướng về Thiên Chúa. Nhờ ngôi lời vạn vật được tạo thành, và không có người thì chẳng có gì được tạo thành. Từ hư vô, Thiên Chúa tạo thành trời đất. Thiên Chúa phán: hãy có ánh sáng. Thiên Chúa phán: hãy có bầu trời, đất đai và biển khơi. Thiên Chúa phán: hãy có mặt trời, mặt trăng và muôn tinh tú. Thank you.
Con người
nhưng con sợ hãi vì vì có chân chuông nên con lẩn trốn. Ai đã cho ngươi biết là ngươi trần truồng? Có phải ngươi đã ăn trái cây mà ta đã cấm ngươi ăn không? Dạ, người đàn bà này đã cho ở với con. Để nghe, nó đã xuống con ăn trái cây ấy. Dạ, con rắn kia kìa, chính nó đã lừa dối con, nên con ăn. Nàng chỉ là cô thôn nữ qua đồng cỏ nổi, mái tranh nghèo và gia cảnh thanh bần. Trong khung cảnh nghèo nàn, đơn sơ của làng Nazareth bé nhỏ,
Cô thiếu nữ Zion đang ngước mắt nhìn trời, đắm chìm trong cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa, tình yêu Ngài cao thẳm, ánh huy hoàng xin tỏa khắp nhân tâm. Nữ tỳ Chúa nguyện trọn đời trinh khiết, dâng cuộc đời phụng sự Chúa ngày đêm. Thân lạy Chúa, thân này là tôi tớ, tiến dâng lên lời cầu nguyện thiết tha. Xin ban đứng cứu độ như lời hứa, muôn thuở còn âm vang lường hải hà. Sự ngưỡng vọng đấng cứu thế khiến Maria nao đứng, muốn bay bổng lên để gặp Ngài. Đôi mắt nàng vẫn nhìn trời xanh. Đứng cứu thế oai phong nhân từ, cao sang nhất trên cõi trời cao, là vinh quang của dân tộc Do Thái và là ơn cứu rỗi muôn dân. Biết bao phụ nữ chi tộc Giu-đa nuôi tham vọng làm mẹ đấng cứu thế. Còn nàng, nào có điều chi làm nàng quên đi lời khẩn dữ trinh tiết vẹn toàn. Lời cầu nguyện của nàng hoàn toàn vô vị lời, không vương chút bụi trần, và bay thẳng lên tận giáng Thánh Chúa. Từng giây phút trôi qua, Maria vẫn quỳ lặng, ánh mắt ấy vẫn không rời cõi vô biên. Nàng đâu biết rằng sự hành động của Thiên Chúa đã gần kề, nơi chính là người con Maria đang mang là do quyền năng của Thiên Chúa.
thì ông mau mắn đón Maria về nhà mình. Thời ấy, hoàng đế Augusto ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên được thực hiện thời ông Quirinio làm tổng trấn xứ Syria. Loa loa loa, tất cả mọi người nghe đây. Hoàng đế Cesare Augusto ra lệnh, mọi người phải về nguyên quán mình để làm sổ kiểm tra. Những ai không thuộc thị trấn Nazareth này, hãy lên đường trở về quê quán mình. Loa loa loa. Quê quán ở xa vội vã thu xếp, còn Maria và Giuse cũng không khỏi bồi hồi. Theo lệnh đó, ông bà phải trở về Bethlehem là quê quán, vì ông bà thuộc hoàng tộc David. Từ Nazareth đến Bethlehem phải 4-5 ngày đường, mà Maria lại sắp đến ngày mãn nguyệt thai hoa, biết làm sao bây giờ? Lệnh vua đã ban thì phải thi hành, và ông bà chuẩn bị lên đường. Thực là một hành trình gian nan, trên con đường dài, ngày nắng như thiêu, đêm lạnh như cắt tay, Maria và Giuse phải tìm quán trọ để qua đêm. Xin bà thư tìm cho chúng tôi thuê một chỗ trọ, vì vợ chồng chúng tôi lỡ đường. Còn một chỗ trống, nhưng giá hơi đắt, 5 đồng một phòng cho một đêm, không biết ông bà có chịu nổi không? Xin bà bớt tiền trọ, vì chúng tôi là dân lao động nghèo. Tôi chỉ còn một ít tiền, mà vợ tôi cần một nơi để nghỉ ngơi. Cái đồ khỉ gió ông bà. Quán trọ tôi đâu phải là cái nơi tiện phí. Tôi cho thuê để lấy tiền. Vợ chồng ông bà không có tiền thì đi chỗ khác cho tôi nhờ. Coi kìa, rách rưới bẩn thỉu mà bày đặt xài sang. Xa, trời đông mịt mờ sương tuyết, mà vợ tôi lại sắp sinh. Xin ông thương đến phần hè chúng tôi. Chỗ thì còn, nhưng ông bà nên đi chỗ khác thuê, vì giá cả đây đắt lắm. Dạ, tôi còn một chút ít đây, xin ông nhận cho. Vì danh Chúa, xin ông thương đến chúng tôi. Thế cũng được, nhưng chỉ một đêm nay thôi nhá. Vâng, chúng tôi cảm ơn ông. Ông ơi, làm gì mà đó mà lâu thế? Làm gì mà tôi ngồi không trả lời? Hai người thích xuyến với mùa này đâu sao vậy? Bà ơi, không phải đâu. Họ là khách đường xa. Tuy nghèo, nhưng họ có chút đây. Thôi, bà thương tình cho họ ở đêm nay. Vợ ông ấy bụng mang dạ chửa kia kìa. Cái ông này ngon, thương người quá. Quán của tôi sang chảnh thế này, không có chuyện chứ sợ gì hết. Đi ngay cho khuất mắt tôi. Chờ tôi cứ phải đến nơi chờ chắc bà đệ nhé. Đồ xui xẻo. Dạ dạ thưa bà. Không thử gì.
làm tròn bổn phận của mình. Giuse à, anh không cần phải tự trách mình như vậy. Đây có thể là ý muốn của Thiên Chúa thì sao? Thôi, chúng ta có thể đến hang đá ngoài đồng kia để trú ngủ qua đêm nay. Khi hai người đang ở đó, thì Maria đã đến ngày mãn nguyệt thai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tả bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ. Bấy giờ, trong miền đó, có những người mục tử đang ở ngoài đồng và thức đêm để canh giữ đàn vật. Bỗng có Thiên Thần Chúa hiện ra, đứng bên họ, và ánh hào quang Thiên Chúa bao quanh họ, khiến họ hết sức kinh sợ. Nhưng Thiên Thần Chúa đã báo họ rằng: Đất
trời vạn vật cha hoàng, mọi vật đều hân hoan chào đón đấng cứu thế. Xin mời cộng đoàn cùng hiệp ý với các em thiếu nhi nhân lời ngợi khen Thiên Chúa.